Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Sau tiếng nổ kinh hoàng kèm theo tia chớp rực lửa trên bầu trời, người dân gần công ty trách nhiệm hữu hạn Thúy Hà tại Gia Lai nghe thấy những âm thanh kêu cứu thảm thương. Ngay sau đó, họ xông vào thì bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng hàng chục công nhân bất tỉnh, hầu hết đều bị sét đánh nám đen. Chi tiết của sự việc ra sao, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 23 tháng 8, trên địa bàn huyện Mang Giang có mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét. Trong khi hàng chục công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Thúy Hà bốc vỏ keo đang trú mưa tại 4 lán tạm thì bất ngờ bị sét đánh trúng, làm hai người là Lò Văn Anh sinh năm 1987 và Phi Văn Bảo sinh năm 1996 chết ngay tại chỗ. 20 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, tất cả cùng ngụ tại La Chánh, Thanh Hóa. Các nạn nhân được mọi người sơ cứu trước khi chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mang Giang. Phóng viên Dân Việt đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Mang Giang để nắm bắt thêm thông tin về vụ sét đánh xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 8, làm 2 người chết và 20 người bị thương. Không khí tại bệnh viện lúc này vẫn hỗn loạn, đặc biệt là tại phòng điều trị dành cho 20 nạn nhân trong vụ sét đánh. Trên gương mặt mỗi nạn nhân vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Nằm trên giường điều trị, anh Lò Văn Toan, sinh năm 1993, quê ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, kể lại trong hoảng hốt: "Em mới vào đây làm được 10 ngày. Hôm qua, các anh em công nhân được nghỉ và cùng tập trung trong lán trại. Đến khoảng 16 giờ, trời ở đây tối sầm rồi đổ mưa lớn. Đột nhiên, em nghe một tiếng nổ kinh hoàng kèm theo một tia chớp đỏ rực. Các anh em công nhân thét lên một tiếng rồi bỗng dưng ngã đùng ra. Em cảm thấy trong người tê cứng rồi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Cùng quê với Lò Văn Toan, em Ngân Văn Chon, sinh năm 1996, vào đây làm việc được gần 5 tháng, may mắn thoát chết, kể lại giây phút kinh hoàng. Em đang ngồi phía sau lưng anh Lò Văn Anh để xem đánh bài, rồi nghe một tiếng nổ lớn hất em văng ra ngoài. Em chồm dậy thì nhìn thấy anh Lò Văn Anh bị nám đen nằm bất động. Em muốn thét lên nhưng không thể được, rồi em cũng bị ngất đi không còn biết gì. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Trong lúc 22 công nhân đang nằm võng nghỉ ngơi trong 4 lán trại, mỗi lán trại cách nhau chừng 30 mét, trong đó có một số đang ngồi đánh bài, hơn 10 công nhân khác đang chơi bóng chuyền bên ngoài thì xuất hiện một tia sét đánh. Nghe tiếng kêu cứu từ trong lán trại, các công nhân đang chơi bóng chuyền bên ngoài chạy vào thì phát hiện hơn 2/3 số anh em trong lán trại đã bị bất tỉnh. Trong số những công nhân ngồi chơi bài, có 2 người bị sét đánh nám đen chết tại chỗ là anh Lò Văn Anh, sinh năm 1988, quê ở Yên Khương, Lang Chánh, Thanh Hóa, và em Vi Văn Bảo, sinh năm 1996, quê ở Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa. Nhận được tin báo, ban lãnh đạo trại giam Gia Trung lập tức điều 2 xe cứu thương để đưa 22 nạn nhân vào Trung tâm Y tế huyện Mang Giang để cấp cứu. Bác sĩ Đồng Văn Chính, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Giang cho biết, chuyến xe cấp cứu đầu tiên đưa 3 nạn nhân vào nhập viện thì có 2 nạn nhân là anh Lò Văn Anh và em Vi Văn Bảo đã bị tử vong trước khi nhập viện. Rất có thể là do bị sét đánh trúng trực tiếp, bởi chấn thương bên ngoài của họ đều là bị bỏng nặng. 20 nạn nhân bị thương nhập viện hầu hết là bị bỏng nhẹ, đau nhức, tê chân tay, tinh thần hốt hoảng. Họ bị chấn thương là do lán trại đè sập lên người, một số ngất xỉu vì hoảng sợ. Để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân, Trung tâm Y tế huyện Mang Giang đã huy động đội cấp cứu ngoài viện gồm 7 y bác sĩ và huy động nguồn thuốc men. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã đến để chỉ đạo công tác cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng. Được biết, 2 nạn nhân bị tử vong do sét đánh chỉ mới vào làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Hà được 1 tuần. Sáng ngày 24 tháng 8, sau khi thực hiện các thủ tục pháp y, thi thể 2 nạn nhân đã được gia đình đưa về quê để an táng. Đến trưa ngày 24 tháng 8, bác sĩ Bùi Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Giang cho biết, hầu hết các nạn nhân bị thương đang điều trị đã qua cơn nguy kịch. Một số nạn nhân có thể xuất viện vào buổi chiều cùng ngày. Mọi chi phí thuốc men để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Hà, đơn vị sử dụng lao động chi trả. Doanh nghiệp cũng đã hứa sẽ hỗ trợ chi phí an táng cho 2 nạn nhân tử vong. Toàn bộ số công nhân nói trên hiện đang làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Hà, có chi nhánh tại Gia Lai. Công ty này đã hợp đồng với trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai để khai thác vườn cây keo trong khuôn viên trại giam. Những công nhân này hầu hết có quê ở Lang Chánh, Thanh Hóa. Khi vào làm việc, họ được bố trí ở trong 4 lán trại gần khu trại giam K2 của trại giam Gia Trung.
Theo Đại tá Trần Văn Thọ, trưởng công an huyện Mang Giang, vị trí xảy ra sét đánh không phải là đồi núi cao hay có nhiều cây cối lớn. Sáng ngày 24 tháng 8, bác sĩ Đồng Văn Chính, phó giám đốc trung tâm y tế huyện Mang Giang, Gia Lai cho biết, các nạn nhân trong vụ sét đánh chiều ngày 23 tháng 8 tại trại giam Gia Trung đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã dần ổn định. Ông chia sẻ thêm, các bệnh nhân sống sót sau khi được các y bác sĩ của bệnh viện cứu chữa hiện đã tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Nội trong ngày hôm nay, 19 bệnh nhân có thể xuất viện được. Một người bị thương nặng sẽ tiếp tục được theo dõi diễn biến sức khỏe tại bệnh viện. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Ngân Văn Chon, sinh năm 1994, cùng quê với hai người xấu số kể. Trời mưa, bọn em đang đánh bài quy thì bất ngờ nghe tiếng sấm, sét đánh đùng đùng, rồi tia chớp. Em bất tỉnh sau khi bị sét đánh. Sau khi được sơ cứu, em may mắn thoát chết. Trên người chỉ bị vài vết bỏng. Hú hồn khi anh Lò Văn Anh chỉ cách chỗ em đang ngồi có 20 phân. Con nạn nhân bảo thì vừa đi làm về, đang thay đồ dưới ổ điện nên bị sét đánh chết. Là một trong bốn nạn nhân bị thương nặng nhất. Trên người có nhiều vết bỏng. Nhưng anh Vi Văn Phượng, sinh năm 1976, là người duy nhất còn tỉnh sau khi bị sét đánh. Thật hãi hùng, xung quanh người nằm la liệt, có người cháy đen, đầy mùi khét. Cả người tôi co quắp, không cử động được. Mặc dù người đang tỉnh, miệng vẫn còn nói được. Tôi kêu người đem dầu xoa bóp giúp tôi cùng những người khác. Khi láng bị đánh sập, chúng tôi cố gắng hết sức để lật mái và cây chui ra ngoài. Khi nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều người đã ngất xỉu. Những người còn khỏe vội vàng bới cây, đưa những người còn lại ra bên ngoài và gọi điện kêu cứu, anh Phượng kể thêm. Vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ tai nạn, anh Ngân Văn Chôn, 17 tuổi kể lại. Tất cả 22 người chúng tôi đều là dân tộc Thái, quê ở huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, lên đây làm công nhân khai thác keo cho công ty Thủy Hà. Nhóm chúng tôi được bố trí ở 4 khu lán trại tại phân trại K3 để khai thác cây keo của trại giam. Chiều ngày 23 tháng 8, do trời mưa to nên chúng tôi nghỉ ngơi trong lán trại. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, trời bỗng dưng xuất hiện sấm sét mạnh, có một tia sét chạy xẹt ngang người chúng tôi. Khiến mọi người đều đau đớn, la thất thanh. Sau đó, toàn bộ khu lán trại bị sụp đổ hoàn toàn. Theo phóng viên, gia cảnh hai nạn nhân tử vong đều khó khăn. Trong đó, anh Lò Văn Anh ra đi, để lại vợ trẻ và một con nhỏ. Hiện thi thể hai người đang được đưa về quê an táng. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Mang Giang đã đến bệnh viện hỏi thăm, động viên và hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng. Riêng hai người tử vong sẽ hỗ trợ thêm tiền vận chuyển thi thể về quê. Được biết, những công nhân này đang khai thác keo tràm tại trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công an. Trong số 20 công nhân đang nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện Mang Giang, có 3 anh em sinh năm 1996. Đồng thời có thêm những người còn dưới 16 tuổi, chưa đến tuổi lao động. Vụ tai nạn do mẹ thiên nhiên gây ra thật sự hết sức đau lòng. Đây là điều không ai ngờ tới. Hy vọng các cấp chính quyền sẽ có những chính sách hỗ trợ gia đình hai nạn nhân xấu số, động viên họ vượt qua mất mát quá lớn này. Dù biết rằng không gì có thể bù đắp, xoa dịu được nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con, tuy nhiên vẫn mong rằng những sự quan tâm, động viên từ các cấp chính quyền, địa phương, người dân và cộng đồng mạng sẽ là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình nạn nhân phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.